Em chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em xin phép review một cái giống lúa mới ở khu vực em đang trồng. Hiện tại thì bà con nhân dân trồng rất là nhiều. Và hôm nay thì em ra tới tận nơi, tới tận vườn. Chỗ này trồng được bao lâu rồi anh? Mấy tháng rồi? Được hơn một tháng. Giống lúa gì ạ? EVT à? Đây giống lúa EVT. Lúa thịt đấy. Cái này giống lúa này trồng thì khoảng bao lâu thì được thu hoạch ạ? Một tháng. Đây là giống lúa EVT nhé, trồng 4 tháng thì được thu hoạch. Hiện tại thì đang là vào dịp Tết, là vụ đông xuân. Đang vụ đông xuân mọi người ạ. Mà cây lúa thì đang phát triển rất là tốt. Các bác có thể thấy đang trước mặt kìa, lúa xanh tốt. Em quay đang vào thời điểm là cuối giờ chiều rồi. Bây giờ hiện tại gần 5 giờ chiều nhé. Để em di chuyển một vòng ở quanh đây để các bác tham khảo cùng em nhé. Ở chỗ này diện tích rất là rộng, nhiều nhà cộng lại nhé, chứ không phải là của một nhà đâu mọi người nhé. Một nhà chỉ có một ruộng nhỏ nhỏ thôi, khoảng chừng một sào đổ lại, còn là 500 mét vuông thôi. Đây là gồm có nhiều nhà người ta làm. Ở đây bà con nông dân thống nhất là cho một giống lúa. Hơn một tháng mà cây lúa phát triển xanh tốt không này mọi người này. Xa kia xuống tít dưới kia, nếu mà em đi ấy, thì để hết chỗ khu vực này thì phải mất cả tiếng. Em xin phép là đi một vòng ngắn thôi, quanh đây một tí thôi nhá. Các bác thấy không, rất là rộng. Nhìn trong video thì nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà đi thì nó xa lắm các bạn. Ở khu vực em là ở khu vực Tây Nguyên, chứ không có phải là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hay là đồng bằng sông Hồng nhá. Cho nên là chỗ em ở chỗ nào mà trũng đồng bằng thì người ta sẽ trồng lúa hoặc là ao hồ. Còn trên đồi cao thì người ta trồng cây rừng, là đất mà bằng một chút thì người ta trồng cà phê hoặc tiêu hoặc cây ăn trái. Còn bên dưới sình thì người ta sẽ dùng máy múc, người ta san ra từng ô một, người ta trồng lúa các bạn. Và bây giờ mà hiện tại mà 5 giờ chiều rồi, nhưng mà thời tiết vẫn khá là nắng. Quay video nó không được rõ nét lắm, các bác xem các bác thông cảm nhé. Đây này, lúa nước, nhưng mà hiện tại thì nắng quá là không có nước mấy luôn này. Chứ ở bên dưới này thì người ta cũng có nước nhưng mà nó không có nhiều. Nước ở đây thì được lấy từ trên cái hồ trên này nhé mọi người nhé. Đó, bờ hồ đó mọi người ạ. Đó, lấy từ trên hồ đó xuống. Khi mà khô quá thì buộc phải tưới. Chảy dài xuống tút dưới kia vẫn là khu vực. Cái này ngày xưa ấy, nó là cái suối, nó chảy xong sau đó là làm qua quá trình canh tác của bà con nhân dân thì nó thành cái ruộng rất là rộng luôn, dài và rộng. Người ta cứ làm mà dọc theo cái suối này, bờ suối này xuống thôi. Rồi, ngày hôm nay em ra đây em xin phép review một đoạn về cái giống lúa mới của bà con nhân dân đồng bào nhé. Rồi, em đây là đồng bào dân tộc ED người ta trồng rồi con ạ. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi video của em nhé. Các bác theo dõi video cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh các bác nhé.